Đây em giới thiệu với anh em nha, anh em bên hội máy cày, anh em nào sử dụng máy cày thấy cây tăng đưa này không đó, anh em nào có nhu cầu làm cây tăng đưa anh em cho em kích thước em làm cho anh em nha. Ở đây em làm là cây rang, em có chu điện nha anh em, em chu điện để cho đảm bảo cái độ cái rang nó cứng cho anh em tăng đưa nó không có bị tột răng nha. Anh em ở xa thì em cứ chuyển qua đường qua điện này, có ông anh ở ngoài bắt ông đặt em làm đây. Hai đầu hai mắt trâu nha anh em, hai mắt trâu đây. Anh em sử dụng cái hàng mít nha, mỗi hàng rất đảm bảo cho anh em sử dụng nha. Răng đây, em đang chui răng luôn, em chui điện cho anh em nha, để cho cái răng nó được cứng nó bền, cho anh em sử dụng tăng đưa thoải mái chạy. Nhiều khi cái thùng xới hay cái dàn cài của mình nó có giặt vũ gì nữa nó cũng còn nguyên nha anh em, cứ cứng cho răng nó rất im nha, để anh em tăng đưa thoải mái. Như cây này là cái tim lỗ này qua đây là 2.4 nha anh em. Anh em có xài bao nhiêu anh em đặt em, anh em điện thoại nhắn tin cho em rồi em sẽ làm cho anh em đúng theo yêu cầu. Hai mắt trâu hai đầu hoặc là một mắt trâu hai đầu cũng được. Anh em nào có nhu cầu làm cái loại tăng đưa như này anh em có thể nhắn tin cho em báo giá cho anh em được hài lòng, em ủng hộ em. Hoàng Mai 0907 790079. Ở đây em rang là tất cả đều rang là em chui to cho anh em nha, em chui đỏ hết cho cứng cho anh em, để đảm bảo cho anh em ra ruộng ra đồng ra nương lên luống lên gãy cho an tâm nha, để tránh tình trạng mà đang sử dụng mà nó bị tụt rang nghe anh em. Chứ bị cong cái tay tăng đưa này, cái tăng đưa này nằm ở trên cái máy cài, tăng đưa cái thùng máy cài, thùng đồn dông máy cài nha. Anh em ở gần ở xa ai có nhu cầu mua cái loại này hân hạnh được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 790079. Ở đây em chui điện cái thanh ren cho anh em luôn, thấy cho đảm bảo cho anh em nha. Đây cái này lát nó mở cũng ra chui luôn, là em chui cái bu lông rồi luôn nè, lát chui con này luôn cho nó cứng cho anh em luôn, cho đảm bảo cho anh em sử dụng nha. Con này em chui luôn nha anh em, lát em chui con này luôn nè, lát cho đảm bảo cho anh em sử dụng. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai về mảng cơ khí chế tạo máy. Hoàng Mai 0907 790079. Rồi, cho vô dầu đi con.